Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Đầu năm đã gặp vận xui, Phương Nhất Bác làm điều này để giải hạn sau sự cố giảm đinh. Phương Nhất Bác dường như đã làm điều này để mang lại sự may mắn cho những dự án tới. Cách đây ít ngày trong gala giao thừa của Đài Đông Phương, Phương Nhất Bác đã đi chân trần thể hiện tiết mục múa đương đại, vốn nổi tiếng với khả năng nhảy hip hop. Thế nhưng khi chứng kiến Phương Nhất Bác nhảy đương đại, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì sự uyển chuyển, điệu nghệ của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên không lâu sau đó, người hâm mộ phát hiện sân khấu có đinh và Phương Nhất Bác đã dặm phải. Có lẽ đầu năm gặp vận xui nên mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải bài viết cho biết bộ phim Trường Phong Phá Sóng Gió Phương Nhất Bác đóng chính đã đổi tên thành Quang Minh Chi Lộ. Dự kiến bộ phim sẽ được khai máy vào ngày 6 tháng 1 tại Thượng Hải. Mặc dù lên tiếng xác nhận về việc đổi tên dự án, tuy nhiên nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng có lẽ đây là cách giải hạn hữu mà nhà sản xuất Phương Nhất Bác muốn làm ngay lúc này, cũng như hy vọng bộ phim sẽ mang đến một sự may mắn trong năm mới. Cách đó ít ngày, Phương Nhất Bác cũng đã có chia sẻ ngay trên sân khấu đêm hội chào năm mới của Đài Đông Phương rằng phim điện ảnh Vô Danh mà anh đóng chính sẽ bắt đầu ra rạp vào đúng mùng 1 Tết âm lịch. Thông tin này cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người. Vô Danh là tác phẩm điện ảnh thứ 3 sau Bác sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Trong phim, Phương Nhất Bác thủ vai Thư Ký Diệp là một nhân vật vừa chính vừa tà, luôn bị xoay vần giữa cái thiện và cái ác. Phim lấy bối cảnh Trân Châu Cảng năm 1941. Các công nhân làm việc dưới lòng đất đã mạo hiểm gửi tin tình báo để bảo vệ đất nước. Dự án do Trình Nhĩ làm đạo diễn kiêm biên kịch. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.